những câu nói giúp bạn đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. 1. Một mũi tên muốn lao về phía trước thì nó phải được kéo về phía sau. Vậy nên, khi cuộc sống đẩy bạn về phía sau, bạn càng cần thêm động lực để tiến về phía trước. 2. Cuộc sống tương tự như một chiếc camera. Hãy chỉ tập trung những điều quan trọng, lưu giữ những khoảnh khắc tốt đẹp trong cuộc đời. Nếu một bức ảnh bị hỏng, đừng vứt bỏ chiếc camera. Hãy vui vẻ chụp một bức khác. 3. Không cần biết mọi thứ khó khăn đến đâu, hãy luôn vững bước mà tiến lên. Bạn chỉ thật sự thất bại một khi bạn từ bỏ mọi cố gắng. Đối lập với chiến thắng không phải là thất bại, mà chính là từ bỏ. 4. Tôi kể bạn nghe một câu chuyện cười. Lần đầu tiên, bạn có thể cười lăn lộn. Tôi lại kể câu chuyện ấy. Bạn vẫn cười, nhưng không còn nhiều như lần đầu. Tôi vẫn tiếp tục kể câu chuyện ấy. Dần dần, bạn không còn cười nữa. Nếu bạn không thể cười mãi vì cùng một câu chuyện, vì cớ gì lại khóc mãi vì một thất bại đã qua trong quá khứ? Hiện tại mới chính là thứ cần trân trọng, tương lai mới chính là nơi cần hướng đến. Đứng lên và nói cho tôi biết bạn là ai đi. 5. Bạn sẽ mãi mãi không thể biết được điều gì xảy ra ở trang sách tiếp theo nếu bạn cứ đọc đi đọc lại trang sách cũ. 6. Cuộc sống quá ngắn ngủi để thức dậy mỗi buổi sáng với đầy sự tiếc nuối. Trân trọng những người đối đãi tử tế với bạn, tha thứ cho những lỗi lầm có thể tha thứ, và tin tưởng rằng mọi thứ trên đời xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Nếu cuộc sống cho bạn cơ hội, hãy nắm bắt lấy. Nếu cơ hội đó thay đổi cuộc đời bạn, hãy đón nhận nó. 7. Nếu bạn cứ tiếp tục ca thán về một nỗi buồn cùng một việc nhỏ nhặt, bạn sẽ mãi mãi chìm đắm trong thất bại và sống một cuộc đời nhỏ bé. Hãy luôn nhớ rằng, ngay cả một ngày tồi tệ nhất cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ. 8. Chúng ta không thể nào thay đổi quá khứ, nhưng có thể học từ những thất bại để thay đổi tương lai. Tuổi trẻ không áp lực, chẳng lẽ đợi đến già? 1. Trứng gà đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành. Nếu bạn đợi người khác đập vỡ mình từ bên ngoài, vậy thì bạn đã định sẽ trở thành thức ăn của người khác. Nếu có thể tự đập vỡ từ bên trong, vậy bạn sẽ phát hiện sự trưởng thành của mình cũng giống như một lần trùng sinh. 2. Một người thấy con bướm non đang cố gắng vươn mình ra khỏi chiếc kén. Vì muốn giúp con bướm kia, người ấy đã tách đôi kén cho nó chui ra. Không ngờ, con bướm không chui ra được và mãi là con sâu. Quá trình nỗ lực trải qua gian khó, dùng hết sức mà tách đôi chiếc kén là để con sâu giải phóng chất độc, từ đó hóa bướm. Bạn cho nó sự thoải mái ban đầu, nhưng lại khiến nó mất đi sức mạnh đối diện với thử thách lớn nhất đời. Con người cũng vậy. Nếu muốn đạt được hạnh phúc, thành tựu đời người, chúng ta cũng cần quá trình tự lột xác từ trong chiếc kén của chính mình để bước ra. Dựa vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai, ta sẽ chết như con bướm. 3. Than đá vốn xấu xí, xù xì và rẻ tiền, nhưng nếu nó được mài dưới áp lực cực mạnh, nó sẽ biến thành thứ đáng giá và tuyệt đẹp nhất trên trần thế. Kim cương. Tất cả chúng ta đều là than đá cần được mài dũa, kinh qua những khổ đau và áp lực. Nhưng nếu chịu đựng chưa đủ thì than đá vẫn là than đá. Chỉ khi gồng mình bước qua áp lực mạnh nhất, ta mới trở thành kim cương. Khoảng cách từ xó bếp đến tủ kính đôi khi chỉ cách nhau 1% nỗ lực mỗi ngày. 4. Không có ngọn cây nào vươn cao đến tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục. Không có cung tên nào
chạm tới hồng tâm mà không bị kéo căng về phía sau. Khi bạn thất bại, chạm đáy, thì hãy vui mừng vì bạn sắp lên đỉnh vinh quang. Cuộc đời con người phải có lúc lên voi xuống chó. Nếu bạn phẳng quá thì hãy tá hỏa vì bạn chưa thực sự hết mình vì điều gì. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. 1. Rùa thi chạy với thỏ trên mặt đất thì chẳng thể nhanh bằng, nhưng rùa bơi dưới nước, thỏ chẳng thể đuổi theo. Mỗi người một sở trường, đừng đặt bản thân sai vị trí. 2. Quả đen bắt trước đại bàng đi bắt dê, kết quả bị lông dê quấn chặt, cuối cùng bị người chăn dê giết chết. Không phải cứ bay trên không đều là đại bàng, nhận rõ bản thân mình là ai mới sống được dễ dàng. 3. Một hôm, kiến ngẫu hứng thách thức voi thi sức mạnh. Kiến nói, kiến có thể nâng được vật nặng gấp trăm lần trọng lượng cơ thể. Voi nghe xong, rủ mình một cái. Bùn đất trên người voi rơi xuống, khiến kiến chết luôn tại chỗ. Không biết người biết ta, chết lúc nào không biết. 4. Người gặp lạc đà trên sa mạc, thấy lạc đà có cái bướu trên lưng thật khó coi. Nên ngựa nói, ôi anh bạn, cái bướu trên lưng của anh thật xấu quá đi thôi. Lạc đà nghe xong chỉ ung dung nhìn về chân trời. Cuối cùng lạc đà vượt qua sa mạc, còn ngựa thì sớm đã chết khác. Đừng cười người khác, nếu không rất có thể ngày nào đó bạn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. 5. Có chú thỏ rất lười, ngày nào cũng ăn cỏ ở miệng hang của mình. Cuối cùng bị thợ săn phát hiện, bắt thịt. Làm gì cũng cần nghĩ tới hậu quả. Nếu không gánh được hậu quả thì đừng làm liều. 6. Mùa hè, thời tiết oi bức, ngựa vằn ra bờ sông uống nước. Thấy hạ mã đang vui đùa dưới làn nước trong xanh mát mẻ. Ngựa vằn nghĩ, hạ mã chơi được, sao mình lại không? Nghĩ vậy nên ngựa vằn xuống nước chơi. Chẳng bao lâu sau, ngựa vằn bị cá sấu cắn chết. Không có thực lực thì đừng có đùa giỡn. Đến lúc thua rồi, bạn đền không nổi. 7. Hổ rủ sói vào sơn cốc săn thú, bắt được con mồi sẽ chia đôi. Sói nghĩ một hồi rồi đồng ý cùng đi. Vào tới nơi, hổ chặn đường rút lui duy nhất rồi bắt sói ăn thịt. Hợp tác với người mạnh cần chuẩn bị sẵn cho mình đường lui. 8. Vịt thấy chim nhạn bay cao trên bầu trời tự do tự tại, cảm thấy bản thân mình cũng chẳng thua kém điều gì. Chân tay lông cánh đủ cả, sao lại không thể bay? Thế là vịt đi lên vách đá, gieo mình xuống. Bay được có vài mét rồi rơi xuống vách đá, nửa người bầm dập, chân què, cánh gãy. Trước lúc chuẩn bị đầy đủ thì đừng đi thử sức mình với một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. 9. Rùa nằm phơi mình trên bờ cát tắm nắng, đột nhiên chim ưng xuất hiện. Rùa cho rằng mai mình cứng, thân mình nặng, chim ưng chắc chắn sẽ chẳng ăn được. Kết quả, chim ưng vấp rùa lên cao nghìn trượng rồi thả ra. Rùa rơi xuống vách đá, mai vỡ tan tành. Đừng có tự tin quá mức về bản thân. Người mạnh hơn bạn có rất nhiều.